Bét thủy lực cao áp 200 tấn, ti 145, vỏ ngoài 250, hành trình 300. Bác nào vào việc thì liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video thì nhớ cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn. Trạm nguồn cao áp 2,2 kW, áp 700 của hãng Duken, van cơ 2 đường dầu các bác nhá. Đấy. Bác nào có nhu cầu trạm này liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558 nhá. Xi lanh của Hàn Quốc các bác nhá. T55, vỏ ngoài 120, hành trình 250, giá 1.500.000 một cây, hàng bao đẹp bao sử dụng. Bác nào vào việc thì liên hệ cho em theo số 0985 324 456. Các bác xem được video này nhớ ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn. T50, vỏ ngoài 95, hành trình 280, ben của Nhật các bác nhá. Mặt bích đầy đủ, hàng bao đẹp bao sử dụng, giá 2 triệu một cây. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. T55, vỏ ngoài 120, hành trình 700, hàng gần như mới, giá 3 triệu 500.000 một cây. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho em theo số 0355 557 558 hoặc là số 0985 324 456. Các bác xem được video thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ em. T75, vỏ ngoài 120, hành trình 180, giá 2 triệu rưỡi một cây. Bác nào cảm thấy hợp lý liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ em.